Hello, xin chào anh em. Hiện tại trên bàn của mình đang là khá là nhiều những chiếc máy ảnh hôm nay mới về, muốn giới thiệu cho các bạn đây. Trong ngày hôm nay thì có rơi vào tầm khoảng độ 4 chiếc Sony Alpha Nex 5. Các bạn có thể nhìn thấy ở đây là một chiếc này, hai chiếc này, ba chiếc này, bốn chiếc. Ba chiếc màu đen và một chiếc màu bạc. Bốn chiếc Sony Alpha Nex 5 và một chiếc Sony Alpha Nex 3. Nex 3 và Nex 5 là những chiếc máy ảnh kèm cả ống kính nhé. Ống kính có thể thay đổi được và sử dụng cảm biến ở 14 megapixel, và đây là những chiếc máy ảnh có thể thay đổi được ống kính dòng mirrorless cảm biến APS-C với mức giá nó chỉ rơi vào tầm khoảng độ hơn 3 triệu đến gần 4 triệu mà thôi. Vậy mà chúng ta mua những chiếc ảnh này thì cảm biến là 14 megapixel này, APS-C này, rồi thì thay đổi được ống kính này. Các bạn chỉ cần gắn những ống kính tốt của Sony thôi là bức ảnh gọi là xóa phông bét để là nhà rồi. Nhưng đối với các bạn mới chơi với một cái tầm tài chính eo hẹp thì ống kính 18-55 đi theo máy vẫn là một sự lựa chọn cũng tương đối ok khi mà các bạn biết sử dụng nó, đúng không ạ? Nex 3 thì nó sẽ rẻ tiền hơn một chút so với Nex 5, tại vì là con Nex 3 này nó chỉ quay phim được HD thôi. Bọn Nex 5 nó quay được Full HD, cũng như là cái cảm giác cầm nắm của con Nex 5 nó nhỉnh hơn một chút. Này, cái bán cầm của nó gồ lên một chút này. Con Nex 3 đấy quả pin nó đẻ ngang, thế đâm ra là cái bán cầm của nó cầm nó hơi khó hơn một chút. Tuy nhiên con Nex 3 cũng tương đối ok. Nếu mà các bạn mà không quan tâm đến cái quay Full HD hay là HD thì chúng ta vẫn có thể là sử dụng Nex 3 cũng được. Nó tiết kiệm chi phí mà xong cuối cùng là chất lượng hình ảnh vẫn không khác gì so với Nex 5, đúng không? Tiếp đến là những cái con như Sony Alpha Nex 5N. Các bạn có thể nhìn thấy Nex 5N ở đây về được 1, 2, 3, 4 này, 5 chiếc Sony Alpha Nex 5N. Những cái chiếc Sony Alpha Nex 5N thì cũng là một bản nâng cấp của Nex 5 rồi. Hôm nọ mình đã làm một video rất kỹ rồi. Chiếc này thì bắt đầu nó sử dụng cảm biến là 16 megapixel và nó có màn hình cảm ứng này. Rồi thì quay phim của nó là quay phim Full HD nhưng 60p, 60 khung hình FPS ấy. Do vậy mà chất lượng quay phim nó nhỉnh hơn một chút này. Chất lượng hình ảnh nó cũng nhỉnh hơn một chút này. Và trong menu của nó thì nó có thêm chế độ như kiểu là làm mịn da này. Tốc độ chụp nó cũng cải thiện hơn này. Rồi thì màn hình cảm ứng này. Và giá thành của nó thì lại hơn 4 triệu. Do vậy mà các bạn cũng có thể cân nhắc. Nex 5R thì sao? Nex 5R thì hôm nay có hai chiếc. Một chiếc màu đen này và một chiếc màu bạc này. Chiếc màu bạc này thì hàng gọi là 99,9%. Rất đẹp luôn các bạn nha. Nex 5R dạo gần đây về được rất ít luôn, và cũng như là về con nào là bán con đấy. Mình tẹo lỡ mình chắc là cái con này mình sẽ phải báo lại cho các bạn đặt cọc, tại vì hiện tại là có rơi vào tầm 5 người đang đặt cọc những chiếc Nex 5R bên mình rồi. Mà không biết là các bạn có ưa cái màu này hay không, nhưng mà ngoại hình là rất là đẹp. À xin lỗi các bạn, là có 3 chiếc Sony Alpha Nex 5R này, ở đây cũng có một chiếc này. Con này thực ra là hôm nọ cũng giới thiệu rồi, mà hôm nay có bạn đến xem thì mình chụp ảnh ra thì bạn bảo là ngoại hình nó xấu, bạn không thích. Thực ra xấu thì giá thì nó đã rẻ chứ có phải là đắt đâu. Ví dụ các bạn thích cái con đẹp này thì giá nó lại chênh hơn con này, nó rơi tầm 500 thì các bạn thử xem cân nhắc có hợp lý hay không, đúng không? Trong cái phân khúc nó rơi vào tầm hơn 6 triệu thì chúng ta sẽ có những cái chiếc máy ảnh của Nex 6 và Nex 7 Sony. Những chiếc máy ảnh này thì nó sẽ hơn so với những chiếc Nex 5 ở cái chỗ là nó có thêm cái ống ngắm điện tử này. Các bạn có thể nhìn thấy những cái ống ngắm điện tử và các phím của nó có rất nhiều. Đâm ra nó sẽ giúp cho bạn can thiệp vào những cái thông số nhiều hơn. Cũng như là Nex 6 và Nex 7 thì nó ở phân khúc nó cao hơn một chút. Ống ngắm điện tử. Còn nếu mà giữa hai cái con Nex 6 và Nex 7 thì con Nex 6 nó sẽ có wifi. Còn con Nex 7 nó lại không có nhé. Nex 7 mặc dù là số nó ra trước cái con Nex 6. Thế đâm ra là cái thời điểm nó ra thì chưa có wifi. Còn con này có thêm cổng mic này, cảm biến của nó là cảm biến 24 mê, còn con Nex 6 là cảm biến 16 mê. Vì vậy các bạn cứ thử cân nhắc xem. Đây là cái con đầu bảng nhưng nó lại ra trước cái con Nex 6. Do vậy cái công nghệ của nó sẽ thua kém hơn một chút so với Nex 6, nhưng mà chất lượng hình ảnh vẫn tương đối tốt và có một số những cái đặc điểm nó lại còn mạnh hơn, đúng không ạ? Còn trên 7 triệu thì có một số những cái chiếc máy ảnh như kiểu là A5100 luôn luôn có rồi. Đây, máy màu trắng này, con này thực ra về rồi này, sáng hôm nay thì có bạn hỏi thì mang cho các bạn xem, xong lại em tham khảo. Ok, tham khảo thoải mái. A5100 màu đen nữa này. Con này nó chỉ có mức giá là hơn 7 triệu một xíu thôi, tại vì là ngoại hình ở phần trên nó hơi có vết xước sát nhẹ. Rồi thì Fujifilm XA5. Fujifilm XA5 thì cũng mở ra để chụp cho một bạn ở trên mạng, nhưng mà xong cuối cùng thì vẫn chưa thấy chốt. A72 hôm nay cũng có một chiếc, ngoại hình nó rơi vào tầm khoảng độ 94-95%. Con này các bạn có thể nhìn thấy nó có mờ sơn ở cái góc bên này, hoặc là bên này cũng gọi là hơi bong cao su một chút này. Tuy nhiên là con này mình check shot ra nó rơi tầm 20k, và về cơ bản thì cái form của nó cũng còn khá là ok và cứng cáp. Màn hình cũng đẹp luôn này.
body nó sẽ rơi vào tầm là 11 triệu các bạn nhé, A72. Nếu các bạn muốn lấy kèm cả một ống kính Pecanic này thì nó sẽ có mức giá là gần 12 triệu kèm cả ống kính luôn. Ống kính này là 50mm f2 Rokinon. Con này thì hôm nọ đã giới thiệu cho bạn trên cái con Nick 3N màu hồng rồi. Do vậy các bạn cũng có thể là cân nhắc cái bộ đấy. Tất nhiên các bạn có thể mua body cũng được, hoặc là các bạn mua lẻ len cũng bên mình cũng bán ok hết, không có vấn đề gì. Cuối cùng là một cái con ZV1 Sony. Đây là cái con compact vlog. Chiếc máy này thì ngoại hình còn rất đẹp luôn nhá. Và chủ cũ còn đầy đủ một cái combo là một cái tay cầm như thế này và một cái mic không dây, đều chính hãng Sony hết. Cái tay cầm này thì chúng ta hoàn toàn có thể tháo rời ra. Và trên cái tay cầm này nó có những cái phím để chúng ta có thể chụp, quay, zoom. Rồi thì một số những cái phím như C1 và phím lock, có thể là phím để gán những cái thông số kỹ thuật. Đó là cái tay cầm không dây, do vậy chúng ta có thể là tháo cái tay cầm này ra khỏi máy mà chúng ta vẫn điều chỉnh được bằng cái phím ở trên cái tay cầm. Trong trường hợp các bạn mà không muốn chụp từ xa thì các bạn có thể là gắn trực tiếp trên máy kiểu như thế này để chúng ta có thể đặt trên bàn, chúng ta làm vlog đúng không ạ? Tại vì con ZV1 này nó có màn hình lật 180 độ phía trước như thế này. Đấy, nó sẽ giúp cho các bạn có thể làm vlog rất là tiện. Và chủ cũ nó gắn thêm một cái mic định hướng nữa. Ví dụ các bạn ngồi như thế này, các bạn làm live chẳng hạn ấy, thì cực kỳ là ok. Và nó sẽ tốt hơn rất nhiều so với cái mic mà gắn ở trên máy. Tất nhiên nếu các bạn nào muốn mic không dây thì các bạn có thể là không mua cái mic này nữa, mà các bạn chỉ cần mua máy với cả cái tay cầm thôi, xong các bạn mua thêm một cái bộ mic không dây. Còn cái mic này ấy, nó sẽ có mức giá rơi vào tầm 1 triệu này. Các bạn mua mới thì hình như nó rơi vào tầm hơn 1 triệu, 6, 7 gì đấy. Còn cái tay cầm thì nó cũng rơi tầm khoảng độ 1,5 triệu nếu các bạn mua lẻ này. Còn cả bộ này, cả bộ nhé, cả bộ các bạn sẽ mua rơi vào tầm khoảng gần 13 triệu cả một cái combo này. Đầy đủ cả tay cầm này, cả mic này, cả máy này, và máy kèm 2 pin đầy đủ cho các bạn nhé. Trên đây là một số những cái chiếc máy ảnh mà mới về trong ngày hôm nay, cũng như là một số những chiếc máy ảnh về từ hôm nọ, cũng như là tiện giới thiệu cho các bạn luôn. Bạn nào có nhu cầu về những chiếc máy này có thể liên hệ trực tiếp theo số điện thoại mình ghi trên video nhé. Một lần nữa xin cảm ơn các bạn và hẹn gặp lại các bạn những video tiếp theo khi mình chia tay những chiếc máy cũ khác nhé.